Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sen Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình một số tính năng cơ bản trên các dòng switch MyPool như là truy cập vào switch, cấu hình theo net, SSH hay là truy cập vào giao diện web của thiết bị. Cũng giống như là các dòng switch khác thôi. Về phần quản trị thì switch MyPool cũng có hai loại. Một loại switch thì ban đầu chưa có thông tin gì, các bạn bắt buộc phải có dây console để thiết lập ban đầu. Một loại thì switch sẽ có tài khoản mặc định và IP nhận theo DHCP để các bạn có thể truy cập vào giao diện web mà không cần dây console. Tuy nhiên thì các bạn nên mua dây console để sử dụng vì dây console thì chúng ta có thể kiểm tra được ngay cả khi switch chưa khởi động xong và chúng ta cũng dễ xử lý sự cố khi mà bị lỗi về kết nối mạng. Trên tất cả các switch Maipo đều có một cổng console RJ45, cổng này có thể ở phía trước hoặc là ở phía sau switch tùy từng dòng. Nó sẽ có ký hiệu console hoặc là chỉ có con thôi ở ngay phía dưới cổng đó nên là các bạn có thể phân biệt được ngay. Ví dụ như là suite mình đang demo là dòng MiPo S3330. Cổng console của nó sẽ ở ngay phía bên phải mặt trước. Các bạn có thể thấy có chữ console ở phía dưới rất là rõ ràng. Với các dòng suite này thì các bạn bắt buộc phải có dây console thì mới có thể cấu hình được. Dây console thì chúng ta sẽ có hai loại. Như phía bên trái này là loại dây console một đầu RJ45, một đầu RS232. Thường dây này sẽ có đi kèm một số dòng suite MiPo các bạn có thể xem phụ kiện đi kèm suýt. Trường hợp này các bạn sẽ cần mua thêm một đầu chuyển từ RS232 sang USB để kết nối vào máy tính, do trên máy tính ngày nay không có cổng RS232 nữa. Còn mới bây giờ thì dây console sẽ là một đầu RJ45, một đầu USB. Loại này thì các bạn có thể sử dụng được ngay. Mình đang sử dụng dây console là loại RJ45 USB. Đầu RJ45 thì các bạn cắm vào cổng console trên switch, còn đầu USB thì cứ cắm vào máy tính là được. Khi đó thì trên máy tính sẽ nhận dây console này là các cổng COM. Các bạn cần xác định được cổng COM đang sử dụng cho dây console là cổng nào. Các bạn vào Device Manager để kiểm tra. Máy tính của mình đang nhận là cổng COM8. Cổng COM này sẽ khác nhau giữa các cổng USB và các dây console khác nhau. Do vậy các bạn cần kiểm tra mỗi lần cắm console. Các bạn có thể rút ra cắm lại để tìm chính xác cổng COM của dây console. Một số trường hợp máy tính không nhận driver của dây console thì các bạn cần tải driver theo loại chip sử dụng. Cái này thì các bạn phải check Google hoặc là hỏi bên bán vì có khá là nhiều loại chip khác nhau sử dụng cho dây console. Sau khi xác định được cổng com thì các bạn sử dụng các phần mềm terminal để truy cập vào switch. Có rất là nhiều phần mềm các bạn có thể sử dụng như là Putty, Teraterm, Mobile Xterm, vân vân. Các bạn mà ít làm thì có thể sử dụng Putty cho nhanh đây là phần mềm miễn phí và dung lượng nó cũng rất là nhẹ, các bạn download về cài đặt là được. Sau khi cài xong thì các bạn mở phần mềm PuTTY lên. Connection type chọn serial. Cổng com các bạn nhập cổng trong Device Manager. Speed để mặc định là 9600. Nhấn Open. Như vậy là các bạn đã có thể truy cập được vào giao diện dòng lệnh của Suite. Suite Maipu thì CLI của nó cũng khá tương tự như là Suite Cisco. Nên bạn nào đã học CCNA rồi thì cấu hình Suite Maipu cũng rất là đơn giản. Đối với các suite mới thì ban đầu các bạn nên cấu hình 3 thông số cơ bản là tạo một tài khoản quản trị, đặt IP cho một VLAN nào đó sau đó bật các dịch vụ theo net và SSH để chúng ta có thể truy cập được giao diện web hoặc truy cập vào CLI của switch từ xa mà không cần dây console nữa. Đầu tiên chúng ta cần đặt một IP quản trị cho switch. Đối với hệ thống mạng mà các bạn đã quy hoạch VLAN thì các bạn sẽ đặt IP này trên interface VLAN quản trị theo thiết kế. Mình sẽ đặt trên interface VLAN 1 cho nó nhanh các bạn vào mode uh, configure lệnh thì tương tự như trên Cisco thôi interface vlan 1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 .255 No shutdown. tiếp theo mình sẽ tạo một user để truy cập vào các dịch vụ theo net ssh và web trên suite maipu thì các user được phân quyền dựa trên các class và role class sẽ có hai loại là manager và network user thuộc class manager sẽ có đầy đủ quyền trên suite còn các user thuộc class network sẽ có quyền đối với các cầu hình mạng maipu có sẵn bốn role là audit admin network admin network operator và security admin để xem các quyền của từng role thì các bạn có thể xem trong lệnh Show Role. Audit Admin thì chủ yếu có quyền xem Log thôi. Tương tự, Network Admin sẽ không có quyền truy cập vào các dịch vụ ở LUM, AAA, Service, LINE, LAI, SSAC. Còn lại có full quyền vào các tính năng khác. Tương tự, các bạn có thể xem các tính năng nào được permit hay là deny trong từng row. Các bạn cũng có thể định nghĩa các row riêng nếu cần. Các service mà các bạn có thể permit hay là deny sẽ có trong ABAC module. Đây là các service có sẵn mà các bạn có thể permit hay là deny nếu các bạn muốn tự tạo một row riêng. Mình sẽ sử dụng các row có sẵn trên switch. Để tạo user thì các bạn vào mode configure global. tạo user bằng lệnh local user. Mình sẽ tạo lại admin. Class mình sẽ chọn manager để có full quyền với suite. Đặt password cho tài khoản. Mình sẽ để password không. Các bạn bật các dịch vụ cho user này bằng lệnh service Type. Mình sẽ bật SSH, Telnet, console và web. Các bạn có thể gắn role cho user cũng được. Mình sẽ dùng privilege như trainer Cisco cho nhanh. 15 là full cuộn. Tiếp theo mình sẽ bật các dịch vụ Telnet và SSH. Đối với Telnet thì các bạn chỉ cần cấu hình thêm Enable Password thôi. Bắt đầu các bạn vẫn có thể Telnet được nhưng sẽ không truy cập được vào mốt XZ. Nó sẽ báo là No Password Set mình sẽ cấu hình ở Enable Password. Sau đó thì các bạn có thể đăng nhập vào suite bình thường. Đối với SSH thì các bạn sẽ cần bật dịch vụ SSH lên. Sau đó cấu hình xác thực về local. Như vậy là các bạn có thể truy cập được bằng SSH. Tuy nhiên lần đầu SSH thì mặc định suýt sẽ yêu cầu đổi password. Cuối cùng là truy cập vào giao diện web. Với giao diện web thì các bạn chỉ cần bật bằng lệnh IP HTTP server. Sau đó thì mở trình duyệt web và truy cập vào IP của switch là được. Nếu muốn bật HTTPS thì các bạn sử dụng lệnh ip http secure server là được. sau đó thì các bạn sẽ cần phải truy cập bằng https Giao diện web của MyPool rất là đơn giản, được chia thành từng mục rõ ràng nên các bạn có thể dễ dàng cấu hình các tính năng trên suite. Một việc quan trọng khi các bạn cấu hình xong đó là phải lưu lại cấu hình. Các bạn chỉ cần gõ lệnh write trên console là được. Trên giao diện web thì nó sẽ có nút Save phía trên này. Các bạn chỉ cần nhấn vào đây là xong. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn một số cách truy cập vào switch để có thể cấu hình được thiết bị. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào thì cứ để lại comment nhé. CNTT Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất có thể. Hãy like, share cũng như là subscribe để nhận các video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.